Xin chào các bạn. Ở trong hai cái ví dụ đầu tiên của chương 3 thì chúng ta đã chạy hai cái chương trình, mà hai cái chương trình này thì nó là hai cái lớp được extend ra từ cái lớp trace. Thế và bây giờ thì trong cái ví dụ thứ ba và ví dụ thứ tư, thì ở đây tôi gộp luôn hai ví dụ tôi chạy một lần. Thì ví dụ thứ ba chính là cái ví dụ mà nó thực hiện chức năng tương tự như ví dụ thứ nhất. Đấy là gì? Nó sẽ show ra cái tên của cái thread. Chúng ta có một cái chương trình với hai thread, sau đó thì các cái thread này được khởi chạy, và cái mỗi khi cái thread nó được chạy thì nó show ra tên của mình, sau đó thì nó tự đặt mình vào cái trạng thái là sleep, và cái thời gian sleep thì nó sẽ là ngẫu nhiên. Thế thì cái ví dụ thứ ba thì tương tự với ví dụ thứ nhất là như vậy, nhưng mà ở trong cái ví dụ thứ ba thì cái lớp mà chúng ta tạo ra nó không phải là extend từ cái lớp thread nữa, mà nó là implementation của cái runnable interface. Tương tự như vậy là cái ví dụ thứ tư là runnable hello count thì nó không extend từ lớp thread nữa, mà lần này thì nó lại implement cái runnable interface. Tuy nhiên là về chức năng thì nó tương tự như là cái thread hello count. Runnable hello count tương tự như là thread hello count. Thế bây giờ tôi sẽ tạo ra cái dự án mới bằng cách vào mục New, chọn Java Project. Sau đó thì tôi đánh vào đây là C3 runable. Sau đó thì tôi ấn finish luôn. Ở đây họ hỏi có tạo module không, tôi chọn là don't create. Sau đó thì tôi nhìn thấy cái thư mục SCR như thế này. Tiếp theo là tôi sẽ copy hay là kéo đồng thời cả hai cái tệp này luôn vào cái thư mục này. Ok. Sau đó thì tôi mở, tại vì khi nãy thì chúng ta copy hay là kéo hai file, thì bây giờ tôi sẽ mở lần lượt từng file một và tôi sẽ chạy. Bây giờ tôi sẽ chạy cái file runnable show name này. Thì tôi mở nó ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái lớp của chúng ta, nó tên là runnable show name, và lần này thì nó là implement của cái runnable interface. Tôi có thể mở lại cho các bạn xem cái thread ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái lớp thread show name của chúng ta là nó extend, tức là nó mở rộng từ cái lớp thread mà Java nó cung cấp. Sau khi mà đã chạy xong rồi, xin lỗi các bạn, sau khi mà chúng ta đã mở được cái tệp ra rồi thì chúng ta chỉ làm một cái việc là chạy nó thôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng là ở đây thì các cái thread nó sẽ được thực thi, và sau khi được thực thi thì nó nghỉ một chút, nó ngủ một chút, và cái thời gian ngủ nó dài ngắn khác nhau vì nó bị ngẫu nhiên, và mỗi cái thread thì nó sẽ được thực thi 10 lần, sau đó thì nó dừng lại. Đây, các bạn thấy là cái vòng lặp ở đây xác định rằng là mỗi cái thread nó sẽ thực thi cái việc là in cái tên của nó ra, sau đó là nó tự đặt mình vào trạng thái ngủ mỗi thread là 10 lần. Đấy. Tiếp theo đó thì chúng